Đuôi đuôi luôn đó nha. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Chỗ này không là 8 con. Dưới đây nữa nè. 10, 11, 12 con. Dính này ra nhiều lắm á. 1, 2, 3, 4, 5 con. Trắng nữa nè. Trắng bự bự. Ồ, vàng nữa nè. Xin chào cả nhà. Hiện tại chị đi vào đây thăm lưới cả nhà. Mà cái lưới này là hồi sáng chị có thả con giác rồi. Cái mình làm biếng, mình không có gom á. Chị thấy nước trong nè, không có rác, cái nghĩ dầm luôn. Cái giác chiều này nước thêm cái nó dính lại quá trời luôn nha. Dính thằng nặng nó quá trời cá. Bây giờ chị sẽ đi thăm cá út để quay cho cả nhà xem nha. Đây còn cá út vàng chà bá luôn nè. Cái mùa này cá út nó về đông đây nhiều lắm cả nhà. Mà ngộ cái là câu nó không có ăn nhiều nha. Cá đây nó phải ăn lưới à. Nó không phải ăn câu. Cá bé tẹo. Rớt luôn bây giờ. Cá chút xíu à. Thả con này nha. Thank you.
cái gai nó tự nó quẩy hai bên nè, nó đâm chày hai bên mình nữa luôn, ghê không? Thầy một ba la mè là nhức nát. Dắt chưa là nghĩa gỡ, nghĩa thả anh dắt nghĩa gỡ hết rồi. Căng lưới còn lúc về thôi. Ôi ôi chỗ này nó dính nè. Ôi ôi quá luôn. Đùi nùi luôn cả nhà. 2 4 5 6 7 8. Chỗ này không là 8 con dưới đây nữa nè. 10, 11, 12 con. Để kia nữa. Quá trời luôn. Chúng bày. Một xíu nữa nó bơi đi luôn này. Bổn rồi nghe, để vô cân luôn này, mấy cái rổ mình xớt làm hai. Xin rồi rớt. Mùa cá bự bự không, mùa này cá út đá ghê nữa. Cá này nó không có trứng nha, toàn là cá út nạc không à, nạc mỡ rồi hồn nha, không có trứng. Rồi cần nhiều đây đi, để bỏ cho đủ nè. Trừ cái rổ luôn nha, rồi còn 2,5 kg đi, hơn 2,5 kg thôi, mà tính 2,5 kg thôi. Nhiều nữa. Cái này 2,9 kg. 2,9 kg cho 3 kg đi. 3 kg với lại 2,5 kg.
5,4 kg. 5,4 kg, nói 6-7 kg thì hơi lố. 5,4 kg cả nhà ơi, hút đã ghê luôn. Giờ Nghĩa đem qua cái rộng bên kia, Nghĩa đang rộng cá hút các bạn á, cho vô đó luôn. Bây giờ nước đêm nó cũng lớn lại rồi cả nhà. Giờ Nghĩa sẽ đi thăm giác lưới đêm này nha. Thấy nó dính cũng bọn lắm cả nhà ơi. Ở đây không là Nghĩa thấy chắc cũng 7-8 con gì đó. Cá bự không à. Cá to to không à. Ồ. Nước đêm này thì Nghĩa thấy có út trắng nhiều nè. Út trắng bự bự không à. Con nào thấy thấy mê luôn. Để mình thăm dài để đặng mình gỡ. Đây hai con này, con út trắng không, út trắng nhiều nè, út trắng nữa nè, hình như nước trong này có út trắng đi á. Đi con gì đây, vô xe. Còn út trắng nữa nè. Đó. Dính lại rai cũng nhiều lắm á. 1, 2, 3, 4, 5 con. Út trắng nữa nè. Út trắng bự bự. Ồ, vàng nữa nè. Mình thăm hết tay lưới luôn. Đó, đây con nữa nè, cá bự không à, hai con đây, hai con nữa cả nhà. Đây một con, đây út vàng, út vàng nữa nè. Ủa, đây con cá phèn nè cả nhà, chết queo rồi. Nào ta, con cá này nó dính lưới rồi nó ngủm. Dính ghê ta. Dính cái gì? Rồi ra đây. Đây là con cá phèn nè cả nhà. Đẹp ghê ha. Nó có hai cái râu vàng nè, dài dài thòn, mới chết à, còn giật giật nè, đó giật giật á. Mới ngủm à. Cá này nó mắc lưới rồi, nó chết à. Ui ôi, út trắng bự nè. Mình còn út trắng nữa nè. Nước đêm này toàn út trắng không à. Lần lên đây gỡ luôn. Tới đây hết rồi. Con vàng.
giờ này là 10 giờ mấy rồi đó nha. Đi gỡ xong giác cá này rồi đi vô ngủ luôn á. 10 giờ mấy đêm rồi. Chắc cũng mấy ký à, để coi bằng là chiều không, chiều thấy cũng dính lai rai mà nó dính đều luôn á, à, ốp quá trời bự luôn cả nhà, một con nhỏ với một con to cha. Con này siêu khổng lồ luôn, lọt lọt luôn, ôi to ghê không. Này là ngon à. Giờ này mũi quá trời mũi luôn. Đêm nay đỡ gió rồi đó, mấy đêm trước gió quá trời gió. Mấy đêm trước là không có đậu gió ngoài đây được. Mới ngủm. Cái mình thì cứng rồi nhưng mà cái nó còn ngáp ngáp nè. Thành quả sau một buổi chiều định mệnh. Tính là không có thả lưới đâu mà nghĩ làm biến cuốn lưới mình để cái nó dính quá trời luôn. Này là vô tình nha. Mùa này tốt to không cả nhà ơi. Con nào nấy chập á lửa. Không thấy con nào nhỏ luôn á. À cái râu con cá phèn này. Nhỏ. Ui cá phèn bự ghê. Con cá này ăn ngon lắm cả nhà. Thịt của nó dai ngon lắm. Cũng mắc tiền lắm à. Con cá út nè, con út trắng nè. Nước trong trong cái con út trắng này nó đi quá trời luôn. Nhìn thấy bộn luôn. Con mớ con nó ngủm à. Lên nè. Này mình cho lấy ra bớt đi, cho hai. Còn là 2 kg rưỡi đi. Đó. Này là 2 kg 7 nè, tính 2 kg rưỡi đi. Cho xuống đây luôn nha. Nước quá. Nước quá, này 2,8 kg, tính 2,5 kg luôn. Là được 5 kg. Dưới chiều 5,4 kg là 10,4 kg cả nhà ơi. Ôi, bữa nay quá trời cá luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiểm tra cái có con nào hẹo không. Cái con nào ngủm thì mình lấy mình bỏ vô thùng đá liền, cho nó tươi ngon. Con này cứng mình này nè, lắp sớm muộn gì nó cũng đi. Cho nên mình cho nó vô thùng luôn. Con này cũng đi rồi. Trong mẻ lưới này có mấy con chết. Chắc do mình ngâm hơi lâu á. Ngáp ngáp cho vô luôn. Mày sớm muộn cũng đi. Hai mẻ lưới này thì được bằng một mẻ lưới hồi bữa trước.
cái bữa mình thả 11 ký á, còn bữa nay hai mẻ này chưa được 11 ký. Này là mình thả hai giác, còn kia mình thả con giác à. Cái này nó dính đều lưới hết trơn á. Chà, bên này sao ngáo ngáo nhiều quá vậy nè. Cái này chắc giờ đi ngủ khoảng khuya khuya cái cài báo thức mình dậy rồi mình ra mình coi con nào chết cái mình bỏ vô thùng đá, chứ để tới sáng là nó hư luôn á. Nó nổi nổi nhưng mà nó còn sống mạnh nè, nó còn lội không à, khó dữ thiệt nha. Trời ơi, ngồi có xíu mà mũi nó cắn nè, máu đỏ luôn. Trời ơi, chích nó bay hết nổi luôn. Hút phê quá trời mũi luôn. Rồi, đến đây Nghĩa xin kết thúc video luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye. Hẹn gặp ở nhà video tiếp theo nha.